Good morning from Vietnam. It is February 5th, 2023. Xin chào cả nhà và gia đình. Hôm nay là năm Tây tháng 2, 2023. Right now, my aunt and I are getting ready to go to the local market. Thì thôi bây giờ cô ở gì và mình sẽ chuẩn bị đi chợ ở sớm, cho nên chỉ cần đi bộ là tới rồi. I told my family that today I'm in charge of cooking. This is the 15th of January on the lunar calendar, and as a tradition, we have we eat vegetarian food. I don't normally in U.S., but my family do. So the vegetarian day for a lot of families here in Vietnam, and I told them I want to be in charge. Hôm nay là rằm tháng giêng. Mình nói với gia đình đó là mình sẽ làm món ăn chay, và sẵn tiện có gì ở đây thì dì sẽ phụ mình đi chợ và nấu ăn. Xin mời các bạn và gia đình đón xem nhé. I'm so blessed that my aunt is here. She's gonna be helping me cooking vegetarian food for our family. So please follow us to the market and to the kitchen. And here is my aunt from Da Nang. She follow us. Và đây là dì của mình từ Đà Nẵng theo mình. Rồi bây giờ chúng ta đi chợ nhé. Rồi, dì bác đi chợ nha. Đây là đường ra chợ. Nhà mình đi ra chợ có phút. This is the road to the local market. I come here often, just walking out. trở lại như xưa. Bây giờ mình mua tất cả những rau cải mình cần thiết để để mình xào một nồi cải tím. Dạ, gì có tự tự nhiên lấy đi. Cải này xào mì á. Dạ đúng rồi, xào mì ngon lắm. Gì lấy đi ha, lấy nhiều nha. Tại mình nấu cho sĩ ăn luôn á. Nấu cho hai gia đình, hai ba gia đình cho nên làm nhiều. Gia đình cả chiều nó mới ngon ha. Dạ. Vì để cái rổ xuống đi, lựa xong rồi cái vỏ trên đó I asked my aunt to buy whatever she needs. I'll pay for it. Mình nói gì cứ tự nhiên mà mua cái gì cũng mua đi. Mà mua thì nấu cho nhiều. When I cook, I like to cook a lot. So I like to share them with my brother family and my sister's family. So I told her, go ahead and buy a lot, and then we'll make it and share with them. Khi mà mình đi chợ, mình thích đi chợ nhiều để mua cho gia đình. Em trai để cho gia đình chị, cho nên nói gì cứ thoải mái mà mua đi nha. Rồi, cái món này là món đầu tiên là vegetarian chow mein, món this is our first meal vegetarian chow mein, là món đầu tiên là mì xào chay. Vegetables here are very
inexpensive, very inexpensive. Rau cải ở Việt Nam thì rất là rẻ. Mình hay đến đây ủng hộ cô hai ở đây. Cô hai lớn tuổi rồi, trên 70 mà vẫn ngồi bán hàng ngày. Con cháu chưa ở nhà đi nhưng mà bà nói thôi, ở nhà buồn lắm cho nên vẫn đi bán. Vendor is over 70, but she still like to sell. That's her joy. She said she wouldn't like to stay home. It's boring. And she calculates from her memory. There's no calculator. tự tính nhẩm nha, tự tính nhẩm chứ không có dùng máy tính gì hết. Một trăm mười ba. Thêm gì nữa? Hành tỏi. Gì có cần cái này? Hành tỏi xả hả? Có rồi. Lấy hết tiền luôn rồi. Giỏi quá. Chú có cần mua thêm cái đó không? Cái đậu que gì không? Đậu que. Có cần xào mì bá đậu que? Không cần hả cả. Nhớ là mình có món kho ha, món kho buổi chiều. Chút nữa mình mua đậu hũ. Hành tỏi xả. Chị ơi, hành tỏi xả bỏ bịch ra là hai. Mua mít để kho hả? Mua mít kho. Ok. Làm bao nhiêu? Bỏ thế làm. Rồi, cái đây là bỏ đủ hết. Hai bà hai chị. Ủa, cái gì cũng làm hết nha. Hả? Dạ, xào thì mì thì xào này. Cái xào với lại chiều mình kho đồng chai á, phải lấy mớ nữa, lấy 10 cái đi. Đem xong 5 miếng đi. Vậy có cái hộp lỗ, cái đó phải đậu phụng không phải? Hả? Không phải cái đó đậu phụng. Không phải. Không, mình vô bán chỗ đi. Ở đây có bán đậu phụng này. Đây. Đậu phụng. Một buổi sáng. Dạ, có buổi gì thì dạ dạ con. Mua bó hoa về cúng cho ba ăn. Rồi đó. Đi rồi. Trăm. Đây là bông hoa trăm ba. Hoa đó đẹp, hoa cúc đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hoa đẹp lắm. This is the vegetarian stand. It's just for today. Usually the 2 days of the month, the 15th and the 1st of the lunar calendar, majority of Vietnamese eat vegetarian food. Đây là cái hàng bán đồ chay nha. Mùng 1 và 15 rằm thì họ bán đồ chay cho khách hàng. Hôm nay mình đang mua đồ chay ăn sáng. Đồ chay thì ăn sáng. Curry, curry chay. Curry chay là curry vegetarian with baguettes for breakfast. Xong rồi ha. Okay. Yeah, xong ha. So now it is the conclusion of market. Bây giờ là xong đi chợ, bây giờ mình về nhà nha. Mình về nhà. We going home now. Về nhà rồi. Có cà ri nha, cà ri bánh mì ăn sáng. Ok, bỏ cửa đó, bỏ cửa đó. Home sweet home, về nhà rồi. Chúng ta về nhà ăn sáng rồi, nấu đồ ăn trưa và chiều nhé. We home, we got to eat breakfast and then prepare for lunch and dinner. Những món của mình mua rất là nhiều luôn. Rất là nhiều. Đẹp cái đó Hoàng Bình. Đẹp cái đó Hoàng Bình. Đập vào sao chết. Hoa nè. Hoa cúc. Hoa cúc này để cúng bà. This flower is for my dad. Got a lot. Mình còn có nè. Cải nè. Cái ngọt cải nè. Cái này nè. This is oyster. Oyster mushroom. Carrot. Carrots. Okay. Bắp. Bắp non, bắp non. Corn. The young corn. Peanuts. This one you roast it and put it on top as a dressing before you eat. Egg noodles. I bought 3 bags of this. Yo hao chai. This is a vegetarian oyster sauce. Vegetarian. And soy sauce. Yeah, cải tím. This is purple cabbage. Nấm bò ngư, nấm hương, cái này nấm hương. This is mushroom. Này nấm bò ngư. Nấm bò ngư. Dạ, có. Nấm hương, ngon, xả nó ngọt. Vậy là thành phần có đó là, ô, đậu hũ nữa. Hành ngò, đậu hũ. Đem đậu hũ ra. Dạ, rửa. Đem đậu hũ ra coi. Hành ngò này. Đem cái hộp đậu. Ở cho nó thêm có bá hẹ nữa. Yeah. This is the onion, cilantro, dry, and bá hẹ. Nguyên liệu đó, bá hẹ, bá hẹ. Bá hẹ thì bỏ vào cho nó ăn chay á, mình dùng bá hẹ cho nó thơm nè. Yeah. Nó tạo màu nữa, có màu yeah, xanh, màu này. Xanh, màu đỏ, màu vàng, màu vàng này, tím, đủ màu hết. Yeah, so we have a combination of colors. Yeah, it's combination of colors. Ăn nhưng mà có phải trang trí cho nó có cái màu đó. So not only
eat, but you eat with your eyes, she says. So when you eat, you see all the combination of colors. Okay. Mình xào nó khỏi phát nước. Cái gì ha, của em đây. Ủa? Sao? Để nó chiều đúng không? À, cái đó chiều, cái đó mướp với lại mà... Mướp là cái này ha. Cái này đó, à. Cái này đúng không? Cái này mà dâm không vô, chiều nó vô. Vậy gì lột sơ... Lột cái này, cái cho nó... Bắt cho nó khô á. Nó mình lắc mình xào, nó không có ra nước. Sơ đãi nó mềm. She... the spring vegetable here, she just boil it. And just make it soft. Quick, and then gonna rinse it out the water. Nào? Yeah. Cái mì nó không ăn được đâu. Thì rác kia là đổ ra rác kia đó. Mình cắt rồi mình chiên sơ lại cho nó mềm. Dạ. Mình bỏ vô nó không ngon.
làm nước mắm như tao làm làm dầu, làm dầu ớt tỏi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Con cảm ơn dì đã cho gia đình con một buổi cơm chay thật ngon. Thương dì nhiều 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 lắm. Cảm ơn dì. Hẹn có dịp mình sẽ nấu ăn lại cho dì nha. I'm happy and grateful for my aunt. Hope it's supposed to be my day of cooking, but it turned out she's the one that did all the cooking, and our maid helped her. I'm only the videographer for today. I hope you enjoyed this homemade video of our family going out to the market and back home preparing for this vegetarian food. Did you like it? Don't forget to subscribe and comment. Thank you. Nếu các bạn thích một cái video của gia đình mình, đừng quên